Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Xăng Dầu GP của Sông Anh Nhật. Thì mình có làm video là tích cái sẻ thẻ Suica vào trong cái điện thoại này. Thì có rất nhiều các bạn hỏi mình là khi mà không có điện thoại thì sử dụng cái thẻ này có được không? Và khi mà mình nạp tiền vào cái thẻ này thì cái số tiền nó có vào trong cái điện thoại của mình không? Thì hôm nay mình sẽ làm cho các bạn xem nhé. Và cũng có các bạn hỏi là khi mà mình tắt hết mạng các thứ đi thì khi mà mình nạp tiền vào thì tiền nó có vào hay không nhá. Thì chắc chắn là nó sẽ vào rồi. Thì ok, thì mình sẽ làm và quay lại cho các bạn xem nhá. Thì mình sẽ nạp tiền vào trong cái thẻ này xong xem tiền nó có vào trong cái điện thoại của mình không nhá. Thì đếm mà kiểm tra thì mình vào trong cái tài khoản của mình này, xem cái sẻ Suica của mình còn bao nhiêu tiền nhá. Thì còn là 65.000 nha các bạn nhá. Ok, bây giờ mình sẽ nạp vào cái thẻ này xem cái tiền nó có vào trong cái điện thoại của mình không nhá. Và mình đã tắt mạng hết rồi các thứ, tí nữa mình đập xem có vào được không nhá. Thì mình xếp hàng, mình đợi một chút. Thì mình để cả điện thoại gần lại đây cho các bạn xem luôn nhá. Đây, khi mà ấy thì mình để cái thẻ mình ở đây. Thì khi mà mình nạp vào được cái điện thoại của mình nhá, điện thoại của mình còn 65.000 nhá. Mình tắt hết mạng rồi các bạn nhá. Thì mình nạp 1 sen, mình sẽ bấm vào 1 sen nhá. Mình bỏ tiền vào. Ok, thì mình nạp xong rồi nhá. Đây là mình tắt hết mạng rồi nhá các bạn nhá. Thì bây giờ mình sẽ đập vào ga mình đi tàu nhá. Đây, hoàn toàn mình không mở mạng nhá. Đập ra. Vẫn vào được bình thường nhá các bạn nhá. Thì ok, video này mình xin kết thúc ở đây. Có rất nhiều bạn hỏi là khi mà mình tích cái thẻ Suica vào trong điện thoại á, nhưng mà khi mình tắt mạng thì mình có nạp vào được không ấy. Thì nạp được và đập bình thường nhá các bạn nhá. Ok, video này mình xin kết thúc ở đây nhá. Chào tất cả các bạn.